ta làm đời nhân dân khó khăn, từ trẻ thơ đến người già nua vẫn không được thờ. À lòng này cố gắng quyết tâm để một ngày trái đất của ta từ bình yên lúc dịch bùng lên chúng ta vẫn bình an. Thương những người bác sĩ kia đôi mắt đã thâm đêm, thương những người y tá kia cùng với những anh bộ đội, người đàn in xuất hiện dịch bệnh lạ mà nhiều phong ba đến với chúng ta. À, chim kia về vẫn có đôi, ta vẫn sẽ có đôi, sao không cùng nhau bước qua để chiến thắng dịch bệnh. Bình yên trên đất này, nhìn đời thật đẹp, ta vẫn còn bên nhau, có phải không? Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề, để dịch bệnh Covid sẽ chẳng thể nào bùng phát như là ở Vũ Hán. Một mai nếu lỡ em có mắc bệnh Covid, đừng lo em, mọi người sẽ chẳng để em lẻ loi. Corona đã về, ta sẽ mang hết những khẩu trang, đóng phát miễn phí để cho tất cả mọi người ai cũng được mang. Anh người sông pha không có người về, biến những đau thương vào nước biển, chẳng đành để em tầm người âm tính, virus vi vân thành dương tình. Ta chẳng tự buồn hay làm gấp thuốc, bây giờ có khác gì đâu, ta tự bảo vệ tự chăm sóc tụi mình, cố gắng vì nhau. Vì sao cứ chỉ đẹp phủ mờ virus, dẫu mình đang quen với mình nhau, nếu mình một lòng ta sẽ cùng cố gắng để rồi tất cả sẽ vượt qua cùng chúng ta.